Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 404 Phó Thủ tướng Đức bất ngờ thăm Ukraine, nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận NATO có động thái lớn về các gói hỗ trợ quân sự mới để giúp đỡ Ukraine ngăn chặn Nga một cách toàn diện Nga cấp tốc xây dựng phòng thủ vì lo sợ cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine Hoa Kỳ tuyên bố thông tin bất ngờ về chiến trường Bakhmut. Ukraine tuyên bố có siêu vũ khí đủ sức công phá các hành lang địch tới Crimea. Tổng thống Ukraine tuyên bố nóng về cuộc tấn công mùa xuân. Người Nga vẫn còn thời gian để rút lui, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Uyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck vào ngày 3 tháng 4 đã đến Ukraine đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông đến nước này kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn Bộ Năng lượng và Kinh tế Đức đã ra thông báo xác nhận chuyến thăm của ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng, đồng thời cũng là Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế của nước này. Theo người phát ngôn, ông Habeck đến Kiev vào sáng sớm 3 tháng 4, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, viện dẫn do các biện pháp phòng ngừa an ninh các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy Phó Thủ tướng Đức đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa. Theo thông báo, trong chương trình nghị sự với Kiev, ông Habeck sẽ ưu tiên bàn thảo về việc tái thiết Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Sau những chỉ trích ban đầu về việc gia dự trong chiến lược cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Đức giờ đây đã trở thành một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự quan trọng cho Kiev. Berlin gần đây nhất là cung cấp cho Kiev 18 xe tăng chiến đấu Leopard 2, được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho quân sự của phương Tây. Ngành năng lượng của Đức cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột Ukraine khiến nước này buộc phải thay đổi toàn bộ chính sách và tìm cách đối tác thay thế nhà cung cấp Nga. NATO có động thái lớn về các gói hỗ trợ quân sự mới để giúp đỡ Ukraine ngăn chặn Nga một cách toàn diện. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Hai rằng, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã gửi cho nước này khoản viện trợ quân sự trị giá 65 tỷ euro để giúp ngăn chặn cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, ông Stoltenberg nói, Chúng tôi không thể cho phép Nga tiếp tục phá hỏi an ninh châu Âu, đồng thời cho biết thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho hòa bình ông ấy đang chuẩn bị cho nhiều cuộc chiến hơn nữa. Ông Stoltenberg cho biết các ngoại trưởng NATO họp tại Brussels vào thứ Ba sẽ thảo luận về cách chúng tôi có thể tăng cường hỗ trợ, bao gồm cả việc tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang của Ukraine. Tổng thư ký NATO tuyên bố, sự hỗ trợ của chúng tôi là về lâu dài. Các nhà phân tích nghi ngờ ông Putin có kế hoạch đào sâu và chống lại một cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine trong những tháng tới với hy vọng rằng sự hỗ trợ tốn kém của phương Tây dành cho Kiev sẽ sáng tỏ. Cuộc xâm lược của Putin vào tháng 2 năm 2022 đã phản tác dụng ở một số khía cạnh quan trọng. Nó khiến NATO triển khai thêm binh lính và vũ khí vào lãnh thổ các thành viên ở Đông Âu, đồng thời thuyết phục Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ vai trò trung lập và tìm kiếm tư cách thành viên NATO. Trong bối cảnh các nước láng giềng khác của Nga lo ngại về tham vọng của Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo của Đức, Romania và Moldova dự kiến sẽ xem xét các biện pháp củng cố hệ thống phòng thủ dọc theo sườn phía đông của NATO vào thứ Hai. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang gặp gỡ tại Bucharest với tổng thống Romania Klaus Iohannis và tổng thống Moldova Maia Sandu. Các cuộc đàm phán của họ dự kiến sẽ tập trung vào an ninh, kinh tế và cung cấp năng lượng. Nga cấp tốc xây dựng phòng thủ vì lo sợ cuộc tấn công sắp xảy ra của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, do cuộc phản công của Ukraine đã được công bố, chính quyền Nga trong vài tuần qua đã tập trung vào việc xây dựng các cơ sở phòng thủ mới ở Crimea. Tình hình ở vùng Lugan và Kharkiv, các lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ hạn chế dọc theo tuyến Svartov và Crimea. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ không thành công gần Nevsky, khu vực rừng Sirebriansky và Belogorodska. Bản đồ định vị địa lý được công bố vào ngày 1 tháng 4 cho thấy các lực lượng Ukraine đã tiến một bước hạn chế về phía tây nam Krasnoporovka. Oleksiy Minov, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước khu vực Luhansk, cho biết vào ngày 3 tháng 4 rằng quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục vào Belgorodovka bất chấp thực tế là lực lượng Nga có nhiều quân hơn gần làng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các đơn vị đổ bộ đường không trước khi được gửi đến một khu vực không xác định có mặt trận ở Ukraine. Lần đầu tiên trong lịch sử của lực lượng đổ bộ đường không đã nhận được hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A. Giao tranh ở khu vực Donetsk Lực lượng Wagner tiếp tục tiến đến trung tâm Bakhmut vào ngày 2 và 3 tháng 4, Bản đồ định vị địa lý được công bố vào ngày 1 tháng 4 cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào các vị trí của Nga tại Cô Liên Hợp ở Sâm, phía Bắc Bạch Mút, xác nhận rằng nhóm Wagner có khả năng đã chiếm được Cô Liên Hợp vào khoảng ngày 28 tháng 3. Một cảnh quay định vị địa lý được thực hiện vào đêm ngày 2 tháng 4 cho thấy Shepshony Pridosin dương cao lá cờ Nga trước tòa nhà chính quyền thành phố Bạch Mút. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, trong ngày 2 và 3 tháng 4 rằng quân đội Ukraine tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, phía tây bắc thành phố trong khu vực Orokovo và Shlipka, 12 km về phía tây bắc và phía tây nam Bakhmut trong khu vực Ivanovskoye và Pretekchino. Lực lượng đổ bộ đường không Nga đang tăng cường hỗ trợ các hoạt động của Quartner ở Bakhmut. Vào ngày 2 tháng 4, quân đội Nga tiếp tục cách chiến dịch tấn công ở phía tây của khu vực Donetsk, cũng trong ngày, quân Nga tấn công Oleda, cách Donetsk 30 km về phía Tây Nam, không thành công. Oleksandr Gordia, phát ngôn viên của nhóm lực lượng miền Đông Nga, cho biết vào ngày 2 và ngày 3 tháng 4, quân đội Nga đã đẩy lùi hành động của các sĩ quan tình báo Ukraine ở những địa điểm không xác định phía Tây Nam Donetsk. Ở phía đông của vùng Saboria, cách thành phố Donetsk khoảng 100 km về phía Tây Nam. Hoa Kỳ tuyên bố thông tin bất ngờ về chiến trường Bakhmut. Tòa Bạch Ốc khẳng định tôn trọng quyết định của Ukraine trong việc bảo vệ Bakhmut khi cuộc chiến giành thành phố đang diễn ra ác liệt. Cho Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia tại Tòa Bạch Ốc, cho biết rằng đến thời điểm ngày 3 tháng 4, Ukraine vẫn đang chiến đấu hết mình để giành được thành phố Bakhmut phía đông của tỉnh Donetsk, bất chấp tuyên bố của ông chủ tập đoàn lĩnh đánh thuê Warner rằng Bakhmut đang thất thủ. Theo đài tiếng nói Hoa Kỳ, ông Kirby nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine vẫn ở lại Bakhmut ngăn chặn các lực lượng Nga chiếm thành phố. Ông Kirby nhấn mạnh rằng vấn đề tổn thất đáng kể của Nga ở Bakhmut đã được thảo luận rộng rãi, cũng như thực tế là tập đoàn Wagner triển khai những tân binh gần đây. Nhiều người trong số họ là tù nhân tham gia trận chiến trên Bakhmut. Kirby nói rằng có lượng nhân lực mà Nga đã mở rộng ở Bakhmut thật đáng kinh ngạc. Ông Kirby nói rằng Bạch có tầm quan trọng đặc biệt đối với người Ukraine và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ tôn trọng và hiểu điều này. Ông nói thêm rằng việc lực lượng Ukraine rút khỏi Bạch sẽ không làm thay đổi đáng kể các động lực chiến lược trên thực địa. Tuy nhiên, ông Kirby cho biết thêm, trận chiến giành Bạch vẫn đang tiếp diễn và các lực lượng Ukraine vẫn chưa bị đẩy lùi. Kirby khẳng định giao tranh vừa ác liệt vừa cận kề. Nhận xét của ông Kirby phản hồi lại video do Jeff chủ sở hữu của tập đoàn Warner, phát hành vào Chủ nhật ngày 2 tháng 4. Trong video, ông Prakosin nói rằng một lá cờ của Nga đã được kéo lên trên một tòa nhà hành chính quan trọng ở Bakhmut, đánh dấu quá trình chuyển đổi chính thức của thành phố dưới sự kiểm soát của Nga. Đáp lại, Sehi phát ngôn viên của nhóm lực lượng phía đông của lực lượng vũ trang Chukran, nhấn mạnh rằng Nga còn lâu mới chiếm được Bakhmut và nói rằng giao tranh ở khu vực lân cận tòa nhà hành chính được đề cập vẫn đang diễn ra. Ukraine tuyên bố có siêu vũ khí đủ sức công phá các hành lang địch tới Crimea. Có khả năng quân đội Ukraine sẽ cố gắng đột phá từ khu vực Zaporizhia đến bờ biển Azov, cắt đứt hành lang của kẻ thù trên bộ tới Crimea. Nhà báo, nhà sử học và nhà văn người Nga Julia Latynina đã bày tỏ quan điểm này trên blog YouTube của mình. Bà lưu ý rằng Ukraine không nhận máy bay NATO cho cuộc phản công nhưng đồng thời Ukraine có một siêu vũ khí dữ liệu tình báo chi tiết về mặt trận. Theo quan điểm của tôi, con ác chủ bài chính tuyệt đối vượt quá mọi thứ là thông tin đầy đủ, chi tiết về mọi thứ diễn ra trong hành lang Zaporizhia. Đoạn đánh chính sẽ ở đó. Nó được bảo vệ tương đối tốt sau khi lực lượng đã được huy động, bà Latinina nói. Bà làm rõ rằng có khoảng 360.000 quân Nga ở Ukraine, đồng thời chỉ có 40.000 người trong số họ đang ở tiền tuyến vì mệnh lệnh của họ là sẽ là nguồn dự phòng để chống lại cuộc tấn công của Ukraine. Nhà báo Nga nói tiếp, Gerasimov, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, cũng không phải là một kẻ ngốc. Ông ấy hiểu rằng điều chính yếu là đợi cho đến khi quân Ukraine tiến lên giữ thế phòng thủ và không đốt quân của mình trong cuộc tấn công. Đó là lý do tại sao ông ấy để Quartner nghiện nát bạch mút bà làm rõ rằng những kẻ xâm lược gần đây đã rút lui rất mạnh ở đó, chuẩn bị cho cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, Latinina chắc chắn rằng điều này sẽ không giúp được gì cho người nga. Bà Latinina nói, các nút phòng thủ của lực lượng vũ trang nga không phải là một chuỗi liên tục. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đơn giản vượt qua tất cả các nút phòng thủ này, chưa kể đến các thành phố họ sẽ bỏ qua nó và đưa ra các cuộc tấn công chính xác với các loại tên lửa tầm xa chính xác của Hoa Kỳ và phương Tây viện trợ như là GLSDB và Trident. Họ sẽ đánh phá các trụ sở và kho chứa. Họ sẽ bắt đầu với trụ sở chính và rất xa tiền tuyến, làm mất trật tự chỉ huy. Sau đó các kho chứa rồi xe bọc thép sẽ ra đi. Điều này sẽ cắt đứt các tuyến đường tiếp tế. Bà nói thêm rằng bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ thâm nhập vào phía sau quân Nga thông qua các lỗ hỏng trong hàng phòng thủ, bỏ qua các khu vực kiên cố nhất khi tiến hành cuộc tấn công của họ. Tổng thống Ukraine tuyên bố nóng về cuộc tấn công mùa xuân, người Nga vẫn còn thời gian để rút lui nếu không sẽ bị tiêu diệt. Tổng thống Vladimir Zelensky đảm bảo rằng Ukraine chắc chắn sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, vì vậy, nếu quân đội Nga không rời khỏi đây, chúng sẽ bị tiêu diệt. Người đứng đầu nhà nước đã nói với các nhà báo về điều này trong chuyến thăm tới làng Shevgeny ở tỉnh Sergeyev, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm một năm ngày giải phóng ngôi làng khỏi quân xâm lược Nga. Tổng thống nhấn mạnh, liên quan đến những bước tiến của chúng ta tại mặt trận, tôi không thể nói khi nào chúng ta sẽ sẵn sàng cho những việc rất cụ thể. Nhưng chúng ta đang chuẩn bị để mạnh mẽ trong trận chiến và giải phóng đất đai của chúng ta thật khó để nói làm thế nào và khi nào điều này sẽ được thực hiện. Tôi sẽ không nói về những điều cụ thể bởi vì chúng ta không thể tạo cơ hội cho những kẻ khủng bố từ Liên bang Nga chuẩn bị cho các phương pháp và các bước giải trừ chiếm đóng của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ làm điều này và họ nên biết điều đó. Chúng vẫn còn thời gian để rút lui, nếu không chúng ta sẽ tiêu diệt chúng. Như đã đưa tin, nhân kỷ niệm một năm ngày giải phóng làng Cheritney ở tỉnh Shagnihip, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm ngôi trường mà dưới tầng hầm ở đó, quân xâm lược Nga đã bắt giữ chân thường làm con tin trong gần một tháng. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, quân xâm lược Nga tiến vào làng Zagini, tỉnh Chernihiv, chúng đuổi cư dân ra khỏi nhà của họ và buộc họ phải vào tầng hầm của trường học. Tổng cộng, quân xâm lược Nga ở tầng hầm của trường với diện tích 197 m2 đã giam giữ 367 người trong đó có 50 trẻ em và một số trẻ sơ sinh. Em bé nhỏ nhất, một tháng rưỡi. 11 cư dân của ngôi làng đã thiệt mạng vì không thể chịu đựng được những điều kiện vô nhân đạo và 10 người khác đã bị quân xâm lược bắn chết. Vào tháng 6 năm 2022, các quan chức thực thi pháp luật tuyên bố nghi ngờ 8 quân nhân của lực lượng vũ trang Nga do những cái chết của thường dân ở Sakini. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews ptv com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.